Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Nhật Bản tố cáo Tập Cận Bình dã tâm lợi dụng đại dịch COVID-19 đem rất nhiều tàu thuyền mang theo vũ khí hạng nặng dùng vũ lực xâm chiếm Biển Đông nhưng cuối cùng đã nhận kết quả đầy đau thương. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết, trong những ngày gần đây, chính quyền ông Tập Cận Bình đã liên tục điều tàu chiến và rất nhiều tàu đánh cá ngụy trang mang theo vũ khí hạng nặng liên tục đe dọa chủ quyền biển đảo của các nước trong khu vực. Bắc Kinh không chỉ thể hiện sự bành trướng, ngỗ ngược bắt nạt ngoài Biển Đông mà còn ở vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku, nơi đây phía Trung Quốc đang đem rất nhiều tàu chiến mang theo vũ khí và vòi rồng, đồng thời điều quân đội ra gây hấn, gây chiến với Nhật Bản, hòng chiếm đóng một phần quần đảo nói trên về tay cho Bắc Kinh. Và trước những tình thế cấp bách, nguy hiểm nói trên, hôm qua quân đội hải quân, không quân của Nhật Bản đã cho phóng liên tiếp 6 quả tên lửa từ một căn cứ quân sự mà quân đội của Nhật Bản đang cho đồn trú trên quần đảo Senkaku, làm cho nhóm tàu chiến hung dữ của phía Trung Quốc run sợ chạy toán loạn. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, Biển Đông và vùng biển Hoa Đông luôn là miếng mồi ngon mà phía Trung Quốc luôn muốn nhào ngó tới, bởi vì những vùng biển này không chỉ mang lại cho Bắc Kinh một nguồn thủy hải sản dồi dào, có giá trị lớn mà nơi đây còn sở hữu những mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất nhì trên thế giới. Ngoài ra, vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông là lá chắn quân sự cực kỳ tốt cho nước nào sở hữu được. Đó là những nguyên nhân vì sao mà chính phủ Trung Quốc từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào hay bây giờ đến thời ông Tập Cận Bình đều âm mưu xâm chiếm Biển Đông, độc chiếm Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, trong thời gian vừa qua, chính phủ của Bắc Kinh đã làm đủ mọi cách, mọi giá để tuyên bố chủ quyền vô lý ở ngoài Biển Đông cũng như trên vùng biển Hoa Đông. Tuy nhiên, những âm mưu đen tối trên của phía Trung Quốc luôn bị các nước ra tay trừng trị. Gần đây, nhất là vào ngày hôm qua, quân đội của Nhật Bản đã cho một đội hình gồm 5 tàu chiến mang theo tên lửa, 6 máy bay ném bom và 8 tàu cảnh sát biển quyết định phóng tên lửa về phía nhóm tàu Trung Quốc khi mà chúng định tiến sát vào quần đảo Senkaku để chiếm đóng. Theo tờ báo Seoul của Hàn Quốc trích dẫn lời một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết vụ phóng tên lửa uy hiếp ngày hôm qua đã làm cho một con tàu do thám phía Trung Quốc bốc cháy dữ dội và chìm xuống đáy biển Hoa Đông. Nhóm tàu còn lại đã run sợ và cho chạy toán loạn về phía Trung Quốc để trú ẩn. Nhật Bản cảnh báo nếu trong thời gian tới mà phía Trung Quốc còn đem quân ra gây hấn, bắt nạt bành trướng ở vùng biển Senkaku thì Nhật Bản sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả thù cho các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, Trung Quốc có thể phô trương sức mạnh, thị uy bắt nạt dương oai đối với các nước nhỏ bé trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng nếu Bắc Kinh mà động vào Mỹ, Nhật Bản hoặc Triều Tiên hay Ấn Độ thì chính quyền của ông Tập Cận Bình cứ xác định là sẽ bị đánh cho tơi bời khói lửa. Bởi vì Nhật Bản không chỉ là một quốc gia có nền kinh tế chính trị xã hội lớn nhất châu Á mà Nhật Bản còn nổi tiếng với sức mạnh quân đội. Bởi vì từ lâu Nhật Bản được cho là đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực châu Á. Chính vì điều đó mà sức mạnh quân đội quân sự của Nhật Bản được cho là lớn mạnh nhất, nhì ở khu vực này lớn hơn rất nhiều đối với cả phía Trung Quốc. Và nếu xảy ra đụng độ ở biên giới đối đầu căng thẳng ở vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku, thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chính quyền thủ tướng ông Yoshihide Suga của Nhật Bản. Và trước sự bành trướng, ngỗ ngược, ngông cuồng, bắt nạt của phía Trung Quốc ở vùng biển Đông và vùng biển Hoa Đông, các chuyên gia quân sự trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản khuyên các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung hãy nêu cao tinh thần cảnh giác đối với cả phía Trung Quốc. Bởi vì trong một tuyên bố mới đây tại một cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh, quan chức trong chính quyền ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố rằng hiện tại dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc tạm thời được dập tắt. Trong khi đó, đại dịch này đang hoành hành và làm yêu đứng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Đây là một cơ hội tốt, chúng ta phải hết sức tận dụng. Trung Quốc phải nắm bắt thời cơ khi thế giới đang tập trung cao độ căng mình trong vấn đề dập dịch COVID. Và nhân cơ hội này chúng ta phải đẩy mạnh việc bán các thiết bị y tế như máy trợ thở, khẩu trang y tế, bảo hộ y tế và bộ kit xét nghiệm chủng COVID-19 để tăng ngân sách cho chính phủ Trung Quốc, làm giàu cho Bắc Kinh và đưa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành ngôi vị số 1 trên thế giới thay cho Mỹ. Một quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tuyên bố, cũng nhân cơ hội này, chính phủ của Bắc Kinh phải mạnh tay tuyên bố chủ quyền ở ngoài Biển Đông theo đúng bản đồ đường lưỡi bò mà chúng ta đã vạch ra. Và nếu bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào cho tàu thuyền, tàu đánh cá hay giàn khoan xâm phạm vào vùng đường chín đoạn thì sẽ bị bắn hoặc bị bắt giữ. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn lấy bằng chứng rõ nét nhất, đó là việc trong tuần vừa qua, chính phủ của Trung Quốc đã liên tục điều tàu hải cảnh đi theo hộ tống chúng là một dạng tàu chiến mang theo vòi rồng và vũ khí hạng nặng tiến vào đảo Trường Sa của Việt Nam. Thậm chí các tàu hải cảnh của phía Trung Quốc còn dám đâm chìm một tàu đánh cá, trên đó có 8 ngư dân của Việt Nam. Nhưng rất may là 8 ngư dân của Việt Nam đã được đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên,
hành vi trên của phía Trung Quốc đã bị cả cộng đồng thế giới cũng như các nước trong khu vực tẩy chay, đồng thời lên án kịch liệt. Phía Trung Quốc đã có những hành vi manh động. Mới ngày hôm qua thôi, chính phủ của Trung Quốc lại tiếp tục điều tàu chiến có những cái hành động đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển đảo ở quần đảo Senkaku của Nhật Bản, và nếu như quân đội của Nhật Bản không cho phóng tên lửa cảnh cáo thì Bắc Kinh chắc chắn cũng đã có những hành động làm càn tại vùng biển của Việt Nam rồi. Chính vì những điều trên, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải hết sức đề phòng, cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu và có những biện pháp cứng rắn để ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được sự toan tính, âm mưu nham hiểm mà phía Trung Quốc đang áp đặt, áp chế ở vùng Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã lợi dụng dịch bệnh để lấn tới tham vọng bành trướng đơn phương leo thang ở ngoài Biển Đông. Trong tình hình mới ở Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác hơn nữa trước mọi âm mưu và kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo của nước mình. Tờ báo của Mỹ cho biết, Trung Quốc từ lâu, từ thời ông Giang Trạch Dân, ông Mao Trạch Đông, ông Hồ Cẩm Đào và đến bây giờ chính quyền của ông Tập Cận Bình đã không che giấu được cái mưu đồ độc chiếm Biển Đông vào tay của Bắc Kinh. Giá tâm bành trướng đó được thể hiện càng lộ rõ hơn. Trong bối cảnh mà dịch bệnh bùng phát mạnh trên toàn cầu thì Trung Quốc lại ngang nhiên điều tàu chiến xâm phạm vào vùng biển của các nước, đến độ mà Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng phải lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh có thể điểm lại hàng loạt các hoạt động đơn phương leo thang trên Biển Đông mà phía Trung Quốc gây ra. Đó là vào tháng 7 vừa qua, Trung Quốc tiếp tục gia tăng tính chất, mức độ của các hoạt động khiêu khích khi các đơn vị quân đội của Trung Hoa trong đất liền đã bắn tia laser vào các máy bay tuần tra của Mỹ hoạt động trên Biển Đông. Tiếp đó, không quân của Trung Quốc cũng bắt đầu có cuộc tập trận tại Biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là điếu ngư, để gây hấn với Nhật Bản, hòng chiếm đóng quần đảo này. Ngày 23 tháng, Mỹ đáp trả bằng cách điều máy bay trinh sát F-35B để thực hiện giám sát vùng biển, vùng lãnh thổ của Đài Loan và Philippines. Nhưng tàu khu trục dẫn đường của Mỹ đã bị một đội tàu của phía Trung Quốc bao vây và hòng đâm va cũng như là bắn đạn thật. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn ngang nhiên điều rất nhiều tàu chiến mang theo tên lửa dẫn đường và vũ khí hạng nặng cùng rất nhiều các tàu hộ vệ đi theo để ra ngăn cản, gây hấn với các tập đoàn dầu khí như Rosneft của Nga và ExxonMobil của Mỹ đang khai thác, hợp tác làm ăn với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo là vào ngày 24 tháng 7, chính phủ của Trung Quốc đã công bố khánh thành hai trạm nghiên cứu khoa học mà báo chí quốc tế gọi chính xác là các cơ sở quân sự mới trên bãi đá Chữ Thập và bãi đá Suli thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đó là một hành động quá ư là bành trướng của phía Bắc Kinh, và đến ngày 2 tháng 8 mới nhất đây, Trung Quốc dấn thêm một bước leo thang cực kỳ nguy hiểm khi trong một đội tàu hải cảnh đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ngay chính tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền chắc chắn của Việt Nam. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm tàu cá của Việt Nam bị tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. Ngày 6 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ và Bộ Ngoại giao của các nước trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia, Philippines, Malaysia, Brunei, Myanmar cũng đồng loạt lên tiếng rất quan ngại với những hành động nguy hiểm trên của phía Trung Quốc và cho đây là mối nguy hiểm nhất gây ra việc mất an ninh, an toàn trên tuyến hàng hải bận rộn nhất ở vùng Biển Đông. Phía Mỹ khẳng định chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trước sự bành trướng leo thang hết sức phức tạp mà phía Trung Quốc đang gây ra. Truyền thông của Mỹ mới đây còn cho biết Trung Quốc tuyên bố đã khai thác băng trái thành công trên một khu vực vùng biển nhưng không biết là ở vùng biển nào. Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng thực hư khai thác băng trái như thế nào thì rất khó biết. Nhiều khi chỉ là cái cớ mà để phía Bắc Kinh che giấu được những âm mưu, những thủ đoạn khi mà đưa quân ra độc chiếm Biển Đông trước những hành động ngông cuồng, ngỗ ngược của phía Trung Quốc. Thì cộng đồng của quốc tế nói rằng vụ việc diễn ra trong bối cảnh mà tình hình bất ổn trên phạm vi toàn cầu đang ngày đêm căng mình chống chọi lại với cả bệnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Điều này có thể làm các vấn đề ở Biển Đông thêm trầm trọng, do vậy, đề nghị phía Trung Quốc phải kiềm chế cũng như tránh những hành động tương tự, đồng thời phải bình tĩnh, giải quyết thỏa đáng các vấn đề tồn đọng bằng biện pháp hòa bình. Chứ nếu Trung Quốc mà sử dụng vũ lực thì cả cộng đồng của thế giới sẽ chung tay để trừng trị Trung Quốc trở lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định thì tình hình Biển Đông cũng như tình hình Biển Hoa Đông sẽ còn rất dậy sóng, bởi vì phía Trung Quốc nói rằng dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc tạm thời được khép lại và họ sẽ đầu tư thời gian, công sức, tiền của quân đội phòng không, không quân, hải quân trực chiến 24/24 trên Biển Đông để tuyên bố chủ quyền hợp pháp trong khuôn khổ con đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Vì thế, các nước trong khu vực cũng như các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia sẽ không bao giờ bỏ qua những cái hành động, âm mưu đen tối của phía Trung Quốc. Vì thế, Biển Đông sẽ còn dậy sóng. Trung Quốc, vì thế. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh
tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết rằng, từ hôm thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba tuần này, bị ảnh hưởng bởi bão số 4 và bão số 5, bão nhiệt đới năm nay, bán đảo Lôi Châu ở Quảng Đông và bán đảo Sơn Đông đã trải qua những trận mưa xối xả từng khu vực và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở một số khu vực. Theo dõi lượng mưa cho thấy, thị trấn Tân Gia, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có lượng mưa tối đa 213mm trong một giờ, lượng mưa tối đa 739mm trong 24 giờ và lượng mưa quá trình tối đa là 935mm, nhiều hơn một lần trong 200 năm. Từ hôm thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba tuần này, lượng mưa trung bình ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông vượt quá 300mm, lượng mưa trung bình ở Yên Đài và Thanh Đảo vượt quá 200mm. Trong đó, lượng mưa trung bình ở thành phố Vân Đằng đạt 363mm, lượng mưa trung bình ở 5 quận vượt quá 300mm. Lượng mưa lớn khiến lũ các sông suối ở hai nơi dâng cao, lượng nước tích trữ tại các hồ chứa tăng nhanh. Sông Nam Đô ở tỉnh Quảng Đông đã trải qua trận lũ vượt mức cao nhất trong lịch sử và tần suất lũ vượt quá 100 năm. Do lượng mưa lớn, hồ chứa nước Đại Vạn, một hồ chứa cỡ trung ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có nguy cơ bị ngập hai lần. Mặc dù các biện pháp khẩn cấp như đào thân đập để xả lũ đã được thực hiện, nhưng đập tràn đã bị cuốn trôi nghiêm trọng và toàn bộ sụp đổ. Sau khi hồ chứa hết nguy hiểm, chính quyền địa phương đã di rời trước những người dân bị đe dọa ở hạ lưu nên không có thương vong. Sông Đại Cổ Sa Hà ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử là 2.970 m khối trên giây. 39 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh đã vượt quá giới hạn lũ và 24 hồ chứa bị tràn. Lượng mưa đã làm tăng dung tích chứa của các hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh thêm 1,033 tỷ m khối. Theo thống kê của Tổng cục Quốc phòng, tính đến hôm thứ Ba, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở một số tỉnh Quảng Đông và Sơn Đông, trong đó Trạm Giang và Mậu Danh ở Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề. Tại tỉnh Quảng Đông, có 1,165 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 400.000 mẫu hoa màu bị hư hỏng, hơn 3.600 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,34 tỷ nhân dân tệ. Tại tỉnh Sơn Đông, 251.400 người, 226.900 mẫu hoa màu bị ảnh hưởng, 357 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trương Chí Thông, Phó Giám đốc điều hành của Văn phòng Tổng cục Quốc phòng, giới thiệu rằng, để đối phó với lượng mưa lớn do bão nhiệt đới gây ra, Tổng cục Quốc phòng đã tiến hành tham vấn kịp thời về kiểm soát lũ lụt, đưa ra thông báo và triển khai nhiều đợt công tác phòng chống. Tổng cộng có 3 tổ công tác đã được cử đến Phúc Kiến, Quảng Đông và các nơi khác để chỉ đạo phòng chống bão và cứu trợ lũ lụt. Sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo hết sức coi trọng, xuống tuyến trước để chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện tại, mưa do bão số 4 và số 5 vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực. Ngành phòng chống lụt bão các cấp đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa, bàn bạc, triển khai kịp thời, thực hiện tốt nhất công việc khắc phục hậu quả để làm công việc quốc phòng khác nhau. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong vài ngày tới, ở Đông Bắc Trung Quốc sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn, đặc biệt là ở Liêu Ninh và Cát Lâm. Để làm tốt công tác quốc phòng, Tổng cục Quốc phòng đã cử một tổ công tác đến Liêu Ninh và Cát Lâm vào hôm thứ Ba để hỗ trợ và hướng dẫn công việc. Mưa lớn ở Nam Quảng Đông cũng đã khiến cho 1,165 triệu người bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã, Quảng Châu cho biết, số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông hôm thứ Ba cho thấy, do ảnh hưởng chung của bão số 4 và giải hội tụ nhiệt đới, lượng mưa lớn đã xảy ra ở phía Nam Quảng Đông và phía Nam bán đảo Lôi Châu có mưa lớn, mưa to. Vùng mưa bão bắt đầu di chuyển về phía đông vào chiều thứ Hai, mưa xối xả đã gây ra một số trận lũ lụt. 1,165 triệu người tại 37 thị trấn ở Trạm Giang, Mậu Danh và Mai Châu bị ảnh hưởng. Trong đó có 3.665 ngôi nhà bị sập, một số cơ sở hạ tầng như thủy lợi và giao thông bị hư hại. Theo thống kê mới nhất của Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông, tâm mưa lớn kể từ hôm thứ Hai chủ yếu ở phía Tây Quảng Đông và phía Đông Quảng Đông. Lượng mưa ở phía Tây Quảng Đông chủ yếu tập trung trước 16 giờ chiều hôm thứ Hai và lượng mưa ở phía Đông Quảng Đông chủ yếu tập trung vào sáng sớm hôm thứ Ba. Có 27 trạm thủy văn có lượng mưa ngày vượt quá 100mm và 104 trạm thủy văn có lượng mưa ngày từ 50mm đến 100mm. Sau trận mưa xối xả ở phía Nam bán đảo Lôi Châu vào hôm thứ Bảy và Chủ nhật, lượng mưa lớn cũng xảy ra ở phía Đông Quảng Đông từ hôm thứ Hai đến thứ Ba. Trong số đó, lượng mưa hàng ngày tại trạm Bột Tạc ở Huệ Châu lên tới 247mm và lượng mưa hàng ngày
lượng mưa tại ga Changyang ở Dapu, Mai Châu lên tới 209mm. Do tâm bão di chuyển về phía đông và thời tiết vẫn chưa ổn định, trong 2 ngày tới, khu vực Nam và Đông Bắc Quảng Đông có mưa to đến rất to và mưa to ở một số khu vực. Các khu vực khác có mưa vừa đến mưa to ở một số khu vực các quận, huyện triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ. Bộ Quốc phòng tỉnh yêu cầu 3 bộ chỉ huy quốc phòng từ cấp địa phương trở lên đặc biệt chú ý trong công tác phòng chống thiên tai như lũ cuốn, lở đất, sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn hồ chứa, lập quy hoạch khoa học, không tự ý tích nước quá. Tích nước khi có mưa lớn phải có người có trách nhiệm quản lý kỹ thuật hồ chứa để kiểm tra việc thực hiện tình trạng vận hành của các hồ chứa. Các cơ quan quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra các công trình xả lũ, đặc biệt là các cửa, thiết bị đóng mở phải đảm bảo vận hành bình thường, đảm bảo an toàn hồ chứa. Các ngành khí tượng, thủy văn cần tăng cường công tác dự báo, kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo sớm. Các hồ chứa lớn và vừa báo cáo tình hình lũ kịp thời theo yêu cầu. Bộ ngành quốc phòng và đơn vị quản lý nước các cấp cần tăng cường lực lượng trực ban, kịp thời báo cáo tình huống nguy hiểm và xử lý nhanh chóng. Tại Đan Đông, Liêu Ninh, chính quyền địa phương đã phải di rời người dân do mưa lớn và các khu vực dễ bị sạt lở đất và hơn 1.000 người đã được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã hứng chịu lượng mưa lớn kể từ tối hôm Chủ nhật. Lượng mưa tối đa ở một số khu vực lên tới 186mm. Đến 20 giờ tối thứ Ba, hơn 1.000 người đã được chuyển khỏi khu vực dễ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi Đan Đông. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Đan Đông rằng, sau 2 ngày mưa tập trung, đất ở khu vực miền núi phía đông bắc Đan Đông bị bão hòa nghiêm trọng và xảy ra lở đất. Hiện tại, dung tích chứa của các hồ chứa nhỏ ở Đan Đông đã cơ bản cạn kiệt. Hơn 1.100 người đã được di rời khỏi các khu vực dễ xảy ra sạt lở đất ở miền núi. Theo báo cáo từ chính quyền thành phố Phong Thành và quận tự trị Mãn Châu Quan Điếm thuộc thành phố Đan Đông, tất cả các mỏ ở thành phố Phong Thành đã ngừng sản xuất kể từ hôm thứ Hai. Tất cả khách du lịch đến các danh lam thắng cảnh của quận Quan Điếm đã được huy động ở lại quận lỵ vào hôm thứ Ba và tất cả các mỏ đã ngừng hoạt động trong 7 ngày. Vào hôm thứ Ba, đã xảy ra một vụ lở đất nhỏ ở đoạn Quan Điếm của quốc lộ 201. Sau 4 giờ được Sở Giao thông sửa chữa khẩn cấp, đoạn Quan Điếm của quốc lộ 201 đã được thông xe trở lại vào chiều thứ Ba. Hiện tại, tình hình kiểm soát lũ lụt ở thành phố Đan Đông đã ổn định. Phóng viên đã thấy sạt lở đất ở một số khu vực ở quận Nguyên Bảo và quận Trấn An của thành phố Đan Đông vào hôm thứ Ba. Thành phố Đan Đông đã tổ chức lực lượng công an và các ban ngành khác để tiến hành cứu hộ kịp thời, đồng thời cử hàng trăm quan chức chính quyền và cảnh sát tuần tra khu vực sạt lở đất để đảm bảo người dân trong khu vực nguy hiểm được sơ tán kịp thời. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ nay đến cuối tuần này, mưa lớn ở Đan Đông sẽ tiếp tục diễn ra. Chính quyền tỉnh Liêu Ninh và thành phố Đan Đông rất coi trọng tình hình phòng chống lũ lụt ở Đan Đông. Lãnh đạo đảng và chính quyền các cấp của thành phố, huyện và thị trấn Đan Đông đều đã đích thân đến thăm tuyến đầu phòng chống lũ lụt. Tỉnh Liêu Ninh đang phải trải qua quá trình lượng mưa lớn nhất kể từ mưa lũ. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh đã ban hành một thông báo khẩn cấp cho tất cả các vùng trong tỉnh để nỗ lực hết sức chuẩn bị trong mưa lớn và lũ lụt. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương Thẩm Dương, lượng mưa chủ yếu tập trung ở Đại Liên, Đan Đông, Bản Khê và các khu vực khác ở Đông Nam Liêu Ninh. Tính đến 16 giờ chiều thứ Ba, trong số các trạm quan trắc thủ công và trạm mã hóa tự động trên địa bàn tỉnh, có 49 trạm có mưa to với lượng mưa từ 100mm đến 250mm, 7 trạm có mưa to từ 50mm đến 100mm. Trong số đó, lượng mưa lớn nhất xảy ra ở Thanh Đảo, thành phố Trang Hà là 234mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thẩm Dương đã đưa ra 5 cảnh báo mưa bão và 2 cảnh báo gió lớn. Dự kiến đêm thứ Ba, Đan Đông, Bản Khê, Phủ Thuận, Thiết Lĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Thẩm Dương, Liêu Dương, An Sơn có mưa vừa đến mưa to, các khu vực khác có mưa rào hoặc dông. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh rằng, vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba, lưu lượng nước của các hồ chứa và sông ở nhiều nơi ở Liêu Ninh đang vận hành ổn định và không có nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện có 110 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã đạt hoặc gần mực nước giới hạn điều hành lũ. Hiện tại, các hồ chứa nguy hiểm ở tỉnh Liêu Ninh đang cạn kiệt và các hồ chứa nguy hiểm không cạn nước trước khi mưa đã thực hiện các biện pháp để giải phóng khả năng chứa của chúng. Ban phòng chống lụt bão các cấp cũng đã chuẩn bị phương án thoát khẩn cấp đối với các hồ chứa nguy hiểm và hạ du các hồ chứa trọng điểm. Vào tối Chủ nhật,
Văn phòng trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Liêu Ninh đã ban hành một thông báo khẩn cấp về mưa lớn thông qua nhiều kênh khác nhau để chuẩn bị cho bão lũ và các biện pháp phòng thủ cho các liên kết chính. Thông báo yêu cầu tất cả các đập cao su bị sập phải vận hành ngay lập tức. Các công trình ngăn sông khác cũng phải đảm bảo vận hành an toàn, đảm bảo hiệu quả an toàn các công trình lội nước, lội sông đang thi công, tăng cường hiệu quả công tác chống ngập lụt đô thị, nỗ lực hết sức để phòng chống lũ, vừa làm tốt công tác tiêu úng, thoát nước đô thị, tăng cường hơn nữa công tác quản lý an toàn để đảm bảo an toàn cho hành khách đi lại, đảm bảo an toàn cho các nhà trũng thấp, nhà lụt sụp, nguy hiểm, triển khai các phương án ứng cứu khẩn cấp, phương tiện giao thông vận tải và đội cứu hộ, một tay sơ tán quần chúng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Hiện các đơn vị thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang nghiên cứu, triển khai thêm các công tác phòng chống mưa bão lớn, thiên tai lũ lụt kết hợp theo chức năng phòng ban. Từng đơn vị trực ban 24/24 giờ, thông tin liên lạc thông suốt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, quá trình mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài đến chiều thứ Tư, sau đó sẽ xuất hiện đợt mưa mới, ảnh hưởng đến Đông Nam Liêu Ninh. Tỉnh Sơn Đông gần đây cũng đã trải qua những trận mưa lớn và 24 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh đã bị ngập lụt. Tân Hòa xã Tế Nam hôm thứ Ba cho biết, những ngày gần đây, tỉnh Sơn Đông liên tục hứng chịu những trận mưa xối xả, mưa lớn kéo dài thành mưa lớn trong khu vực và mưa xối xả cục bộ. Trong đó có mưa ở phía đông bán đảo cao từ 200mm đến 268mm. Theo giám sát của Cục Khảo sát Tài nguyên nước và Thủy văn tỉnh Sơn Đông, lượng mưa ở Uy Hải, Yên Đại và Thanh Đảo là 99mm đến 180mm, trong đó lượng mưa ở thành phố Uy Hải lên tới 180mm và quận có lượng mưa lớn nhất là thành phố Văn Đằng đạt 200mm. Lượng mưa tại chỗ lớn nhất xảy ra ở thị trấn Kiều Đầu, quận Uy Hải, Hoàn Thúy. Hồ chứa cỡ trung Kien Bo là 268mm, toàn tỉnh có 20 huyện có lượng mưa đạt hoặc vượt quá 100mm, có 31 huyện có lượng mưa vượt quá 50mm. Được biết, hiện nay dung tích tích nước của các hồ chứa lớn và vừa trên địa bàn tỉnh đã vượt xa với cùng kỳ trong nhiều năm qua. Tính đến 6 giờ sáng thứ Ba, dung tích chứa của các hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh là gần 4,2 tỷ mét khối, cao hơn cùng kỳ các năm trước gần 1,4 tỷ mét khối. Do lượng mưa lớn nên nhiều sông, hồ chứa nước đã vượt mực nước giới hạn lũ, đồng thời mở cửa xả nước. Tính đến hôm thứ Ba, 24 hồ chứa vừa và lớn trong tỉnh đã tràn bờ. Hồ Nam Tư và hồ Đông Bình cũng đã mở cửa xả nước. Kể từ đầu năm nay, lượng mưa trung bình ở tỉnh Sơn Đông đạt 532mm, cao hơn 17% so với cùng kỳ các năm trước và 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tân Hoa xã Bắc Kinh hôm thứ Hai cho biết cơn bão mạnh nhất số 5 đổ bộ vào Trung Quốc năm nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ sáng thứ Hai, nhưng tác động của nó vẫn tiếp tục và lượng mưa ở Giang Tây, Phúc Kiến và Chiết Giang tiếp tục tàn phá. Bão số 5 đã khiến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây lúc 5 giờ sáng thứ Hai và Đài quan sát khí tượng Trung ương ngừng đánh số lúc 8 giờ. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5, sóng dữ dội và lượng mưa lớn trên diện rộng xảy ra dọc theo bờ biển Phúc Kiến, Chiết Giang và những nơi khác. Mưa to đến rất to đã đổ xuống miền Trung và miền Nam Phúc Kiến, Đông Nam Chiết Giang, Đông Quảng Đông và Đông Nam Tây Giang. Hơn 10 con sông vừa và nhỏ, bao gồm sông Dân Giang, sông Cửu Long Giang, sông Đỉnh Giang ở tỉnh Phúc Kiến và thượng nguồn sông Hán Giang ở tỉnh Quảng Đông đã trải qua lũ lụt vượt mức báo động, với phạm vi vượt mức báo động là 0,64m đến 2,31m. Hiện mực nước hầu hết các sông ở mức cảnh báo siêu cấp đều đang xuống. Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng, theo thống kê sơ bộ, cơn bão nhiệt đới số 5 năm nay đã ảnh hưởng đến 710.000 người ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Bão số 5 khiến hơn 110.000 người ở Giang Tây bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5, lượng mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của tỉnh Giang Tây. Từ 0 giờ đến 16 giờ chiều thứ Hai, có 4 trạm đo mưa tại 3 huyện của tỉnh Giang Tây có lượng mưa vượt 300mm, 40 trạm đo mưa tại 7 huyện có lượng mưa vượt 200mm, có 20 quận có lượng mưa vượt 200mm, 189 trạm đo mưa có lượng mưa vượt 100mm. Phóng viên được biết từ trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, tính đến 16 giờ chiều thứ Hai, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn do bão số 5 mang lại, hơn 110.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng và gần 5.000 người đã được chuyển khẩn cấp, đến nay chưa có báo cáo thương vong. Bị ảnh hưởng bởi bão số 5, mưa lớn đổ xuống ở Phúc Thanh, Phủ Điền, Tuyền Châu và những nơi khác vào hôm thứ Hai,
khiến lượng mưa ở đoạn Phúc Thanh - Tiền Châu của tuyến Hàng Châu - Thâm Quyến vượt qua mức cảnh báo với lượng mưa liên tục tối đa lên tới 318mm. Để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu chở khách, Cục Đường sắt Nam Sương đã tạm thời đình chỉ 16 đội tàu MU vào hôm thứ Hai. Hiện tại, một số chuyến tàu bị chậm ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn liên tục ở Sơn Đông khiến 29 hồ chứa tràn bờ. Hầu hết Sơn Đông, đặc biệt là phía Bắc Sơn Đông và Giao Đông, liên tục hứng chịu lượng mưa lớn khiến 25 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh vượt mực nước lũ giới hạn, 29 hồ chứa bị tràn. Cửa đập tràn của hồ chứa sông Lâm Tuyền ở Lai Châu, Yên Đài đã không thể mở cửa xả lũ vào lúc 1 giờ sáng hôm thứ Hai do sét đánh và mất điện. Mưa liên tục và nhiều trận mưa lớn xảy ra ở tỉnh Cam Túc gây ra thiên tai lũ lụt và mưa lớn. Tính đến 9 giờ sáng thứ Hai, thảm họa đã khiến 1,2341 triệu người ở 49 quận và huyện thuộc 10 thành phố và quận bao gồm Lan Châu, Bạch Ngân, Thiên Thủy, Bình Lương, Cửu Tuyền, Thanh Dương, Định Tây, Long Nam, Cam Nam và Lâm Hạ bị ảnh hưởng, 14 người chết, 7 người bị thương hoặc ốm do thiên tai và 12.600 người đã được di chuyển khẩn cấp. Hiện tại, Cục Dân Chính tỉnh Cam Túc và Sở Tài chính tỉnh đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gửi 1.200 chiếc chăn bông và 400 chiếc lều. Cuộc sống cơ bản của những người dân bị ảnh hưởng đã được tái định cư ổn định. Trước đó, bão số 4 gây thiệt hại nặng nề ở Phúc Kiến, 340.000 người ở Chiết Giang bị ảnh hưởng. Bão số 4 đổ bộ vào bán đảo Hoàng Kỳ ở huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến lúc 16 giờ chiều Chủ nhật, gây mưa xối xả trên diện rộng trên toàn tỉnh, một số huyện có mưa xối xả. Theo thống kê, từ 2 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Ba, có 19 quận có mưa 50-100mm, 41 quận có mưa 100-200mm, có 11 quận trong đó, quận Thông An là quận lớn nhất với 240mm. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt vượt mức cảnh báo tại một số địa điểm ở Đình Giang, Tây Bắc Cửu Long Giang, Hữu Hy và Đại Trương Tây. Tính đến 18 giờ chiều thứ Hai, tất cả các đường dây điện bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 ở Tam Minh và Nam Bình, Phúc Kiến đã được sửa chữa và hơn 40.000 người dùng bị mất điện ở hai nơi đều được cấp điện trở lại bình thường. Sau cơn bão số 4, sân bay quốc tế Trường Lạc Phúc Châu đã nối lại tất cả các chuyến bay trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các chuyến bay là gần 90%, cao hơn 17% so với bình thường. Phóng viên được biết từ chính quyền nhân dân thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây vào trưa hôm thứ Hai rằng số người do ảnh hưởng bởi mưa bão liên tục ở thành phố Diên An, số người bị ảnh hưởng đã lên tới 260.000 người, 26 người thiệt mạng và 116 người bị thương ở 5 quận do thảm họa. Hiện tại, nhiều công tác phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai đang được tiến hành trên địa bàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, lượng mưa còn gây ra 3.710 vụ lở đất và sập nhà ở Diên An, làm gián đoạn 2 tuyến đường tỉnh lộ, 43 tuyến đường huyện và thị trấn, 84 tuyến đường nông thôn, đồng thời chặn 54 chuyến tàu hỏa lên xuống. Bị ảnh hưởng bởi cụm mây còn sót lại từ bão số 4, từ hôm thứ Hai đến thứ Ba vẫn có mưa to đến rất to ở phía Tây Phúc Kiến, Giang Tây, Đông Nam Hồ Bắc và Tây Nam An Huy. Ngoài ra, từ thứ Ba đến thứ Sáu ở Tứ Xuyên vẫn sẽ xảy ra một đợt mưa lớn mới, trong đó Bắc Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100mm đến 200mm, riêng Trung Trung Bộ lượng mưa 200mm đến 400mm. Để đối phó với quá trình mưa nói trên, Bộ Quốc phòng một lần nữa đưa ra thông báo tới Tứ Xuyên, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và các tỉnh khác, yêu cầu thực hiện hiệu quả công tác phòng thủ liên quan để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Mưa xối xả bất ngờ ở vùng thiên tai Vân Xuyên, 50.000 người khẩn cấp di rời tránh nguy hiểm. Nhật báo Thành Đô đưa tin rằng, trong những ngày gần đây, một số khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa Vân Xuyên đã trải qua những cơn mưa xối xả bất ngờ vào ban đêm và các thảm họa địa chất thứ cấp như lở đất ngày càng gia tăng để đảm bảo an toàn cho người dân. Huyện Vân Xuyên đã phát động chiến dịch di chuyển quy mô lớn để tránh trú khẩn cấp và tái định cư với sự tham gia của hơn 50.000 người dân và học sinh ở các thị trấn và vùng núi. Sau trận động đất trước đó, do những rung động lớn trên núi, các vết nứt trên mặt đường thường phát triển và số lượng các địa điểm bị đe dọa bởi thảm họa địa chất trong toàn quận đã tăng từ hơn 100 trước trận động đất lên 3.570. Hầu hết các ngôi nhà ở thị trấn Ngụy Châu, quận Lỵ đã trở nên đổ nát. Những ngọn núi gần 4 khu dân cư chính có vết nứt từ vài cm đến vài chục cm. Chiều dài từ hàng trăm mét đến vài trăm mét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Gần đây, các chuyên gia địa chất và quy hoạch làm việc tại huyện Vân Xuyên đã nhiều lần đề nghị với huyện Vân Xuyên rằng một số người dân bị ảnh hưởng cần được chuyển khẩn cấp càng sớm càng tốt.
Theo thống kê, bao gồm cả 20.000 người đã được chuyển đi trong giai đoạn đầu. Số người bị đe dọa nghiêm trọng bởi các thảm họa địa chất thứ cấp trong quận đã lên tới 70.000 người. Bắt đầu từ hôm nay, huyện Vân Xuyên lấy các thị trấn và làng làm đơn vị, bắt đầu công khai nguy cơ xảy ra thiên tai thứ cấp cho những người bị ảnh hưởng ở những khu vực nguy hiểm, đồng thời lên kế hoạch và lựa chọn các địa điểm ở những khu vực mở tương đối an toàn. Theo kế hoạch, quận Vân Xuyên sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tập trung ở khu vực Ngụy Mân Trì với 90 khu từ thị trấn Yên Môn, thị trấn Vân Xuyên đến thung lũng sông của thị trấn Mân Trì để tái định cư cho hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Công việc lựa chọn địa điểm của khu vực Huyền Khẩu, Anh Tú cũng đang diễn ra sôi nổi. 45 ngôi làng và thị trấn ở Hồ Nam bị mưa lớn, 60.000 người bị ảnh hưởng và 138 ngôi nhà bị sập. Theo quan trắc của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, từ 8 giờ sáng thứ 3 đến 8 giờ sáng thứ 4, có 667 thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có mưa to, 165 thị trấn mưa to, 20 thị trấn mưa rất to. Lượng mưa hàng ngày tối đa tại trạm thời tiết tự động của Hồ Chứa Lệ Khẩu, Hồ Chứa ở Chi Giang là 175,9mm và lượng mưa hàng ngày tối đa tại trạm thời tiết tự động ở huyện Đông An là 59,3mm. Theo phân tích của Chi cục Thủy văn tỉnh, do đợt mưa lớn này phân bố không gian và thời gian tương đối đồng đều, cường độ nhỏ hơn dự kiến nên tạm thời khó hình thành quá trình lũ lớn. Hiện tại, mực nước của các sông Tương Giang, Dương Tử, Nguyên và Lý, Hồ Động Đình và các hồ lớn bên trong tương đối ổn định. Do cảnh báo sớm và các biện pháp phòng ngừa tại chỗ, lượng mưa lớn đã không gây ra bất kỳ thương vong nào. Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh đã thông báo về tình hình thiên tai mới nhất vào hôm thứ Tư. Tính đến 8 giờ sáng thứ Tư, tổng cộng có 61.500 người ở 45 thị trấn trên toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão. 138 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 12 triệu nhân dân tệ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhận định tình hình chung về chống lũ ổn định, tuy nhiên do lượng mưa liên tục ở Hồ Động Đình và lưu vực sông Tương Giang và các dải mưa dày đặc hiện đang tập trung ở phía Nam, Văn phòng Quốc phòng tỉnh cảnh báo rằng Hồ Nam nên theo dõi chặt chẽ tình trạng nước của các nhánh sông và suối trong vài ngày tới để đối phó với mực nước do mưa lớn bất cứ lúc nào, tình trạng lũ đặc biệt với lưu lượng tăng mạnh. Hôm thứ Tư, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh họp ra ban công vụ yêu cầu làm tốt công tác điều tiết khoa học các hồ chứa lớn, tận dụng nguồn nước mưa, đáp ứng nhu cầu điện trong mùa hè. Tại Khang Sinh, cố vấn của chính quyền tỉnh đã chỉ ra trong cuộc họp rằng cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quốc phòng các cấp rất coi trọng đợt mưa lớn này vì cuộc sống của người dân và sự an toàn của kỳ thi tuyển sinh đại học. Lượng mưa giúp cải thiện chất lượng không khí, tăng thủy điện và sản xuất nông nghiệp. Đợt mưa hiện tại vẫn chưa kết thúc. Mưa lớn vẫn có thể xảy ra ở một số nơi phía Nam, trung tâm Hồ Nam. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục làm tốt công tác phòng ngự. Bộ phận khí tượng cần hết sức lưu ý diễn biến thời tiết từ thứ Bảy tuần này đến thứ Hai tuần tới. Bộ phận dân sự nên sắp xếp tốt cho cuộc sống của những người bị ảnh hưởng. Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong mùa lũ, Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Nam đã ra thông báo vào hôm thứ Ba, triển khai toàn diện việc đảm bảo an toàn cho hơn 6.000 hồ chứa nguy hiểm và hơn 300 ao chứa chất thải trong tỉnh. Thưa quý vị, chiều hôm thứ Hai, thành phố Thường Đức bị sét đánh và dông bão, mưa lớn trút xuống. Một bức tường chống thấm cao nửa mét được xây dựng trên những đoạn trũng của nhiều khu vực trũng thấp và đường phố địa phương. Nhiều nơi như trường học đã chuẩn bị bao cát chống thấm nước và tường bùn, sử dụng phương pháp thô sơ này để ngăn lũ tràn vào các khu vực yếu. Phát hành cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn, thành phố Sâm Châu cũng ban hành cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn cho tất cả cư dân thành thị và nông thôn, đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành điều tra kỹ lưỡng những ngôi nhà đổ nát, khu vực trũng thấp, bãi đậu xe ngầm và những nơi khác trong phạm vi quyền hạn để đạt được cảnh báo sớm cho các hộ gia đình. Tất cả trách nhiệm tại các khu vực dễ bị lũ lụt đã được giao cho các cá nhân và hơn 2.000 đội ứng phó khẩn cấp đã được tập hợp sẵn sàng. Trước trận mưa lớn, hơn 1.000 người ở khu vực nguy hiểm Lâm Tây ở thành phố Hoài Hóa đều đã được di chuyển trước. Vào chiều hôm thứ Ba, trong một cơn dông giống như sấm sét, nước lũ của kênh lũ Tân Kết Nguyên, Vương Tín và kênh lũ Cao Sa Viên, Đồ Kiều ở huyện Trường Sa đã làm ngập toàn bộ bờ kè. Nhiều nơi ở sườn ngoài của kênh lũ đã bị xói mòn và rửa trôi. Hơn 130 cư dân trong những ngôi nhà bị phá hủy gần đó đã nhanh chóng được sơ tán dưới sự tổ chức của chính quyền địa phương và tái định cư trong những ngôi nhà của nông dân gần đó. Là một trong những bộ phận chính của dự án kiểm soát lũ đô thị ở huyện Trường Sa, kè Tuấn Kiệt nằm ở phía bắc thị trấn Tinh Sa, quận Lỵ của huyện Trường Sa.
kè kiểm soát lũ tuyến đầu dài 4,5 km bảo vệ an toàn của quận lỵ của huyện Trường Sa và khu phát triển kinh tế và công nghệ Trường Sa. Mặc dù hôm đó là lễ, nhưng khi tin tức về tình huống nguy hiểm đến được với người phụ trách phòng chống thiên tai của quận đang trực, người phụ trách đã ngay lập tức triển khai công tác cứu hộ, lực lượng cứu hộ lập tức bước lên đê. Và tình hình nguy hiểm đã được kiểm soát hiệu quả, 130 cư dân gần đó được chuyển đến đã trở về nhà vào hôm thứ Tư. Gần như cùng lúc đó, do mạng lưới đường ống thoát nước trong làng của giáo viên ở quận Nhạc Lục bị hư hỏng, cửa hàng tiện ích ở tầng hầm đầu tiên của làng giáo viên bị ngập, các phương tiện đậu bên ngoài bị ngập và nhà để xe ngầm của khách sạn Royal View bị ngập nước. Sau thảm họa, Ban Chỉ huy Phòng thủ quận Nhạc Lục đã điều động đội cứu hộ và các bộ phận liên quan để thoát nước kịp thời. Lượng nước ngập ở đây về cơ bản đã được rút hết. Thông tin từ phóng viên được biết từ văn phòng khẩn cấp của chính quyền tỉnh cho biết, tính đến 17 giờ chiều thứ Tư vừa qua, lượng mưa lớn và thời tiết bất thường đã khiến 29 huyện trong tỉnh Quý Châu bị ngập lụt. Thiên tai do gió và mưa đá đã làm cho 1,3608 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Theo số liệu báo cáo về văn phòng khẩn cấp tỉnh từ khắp trên cả nước, tính đến 17 giờ chiều thứ Tư có 29 huyện của tỉnh Quý Châu đã chịu ảnh hưởng lũ lụt, gió giật và mưa đá, với 1,3608 triệu người bị ảnh hưởng, 27 người chết và 11 người mất tích, 173 người bị thương và ốm đau, 10.021 người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp, 47.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 7.742 ha bị hư hỏng, 2.150 ngôi nhà của 684 hộ dân bị tốc mái, 12.800 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai gây ra là 272 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 167 triệu nhân dân tệ. Mái tòa nhà chính phủ ở thị trấn Trang Khai, Quý Châu bị sét đánh thủng ba lỗ. Chiều hôm thứ Tư, trong cơn mưa lớn, dông lốc đã ập vào tòa nhà văn phòng chính phủ nhân dân thị trấn Trang Khai, thành phố Jeolla, chọc thủng ba lỗ tròn trên mái và làm hư hỏng hơn 20 thiết bị điện. Theo Chu Lôi, phó thị trưởng chính quyền thị trấn, vào lúc 16:47 chiều hôm thứ Tư, khi trời đang mưa to, một tiếng sấm đinh tai vang lên, đánh vào ngói xanh và xà nhà trên mái của tòa nhà chính quyền thị trấn, làm vỡ nát tấm xi măng, bị thủng ba lỗ tròn, tòa nhà bị mất điện ngay lập tức. Theo thống kê sơ bộ, hơn 20 thiết bị điện như máy tính, TV, máy photocopy và hệ thống phát sóng trong tòa nhà và các đơn vị xung quanh và cư dân đã bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế gần 100.000 nhân dân tệ. Cùng ngày, các điều tra viên từ Trung tâm Chống sét và Giảm nhẹ thiên tai của Cục Khí tượng tỉnh Kiềm Nam đã khẩn trương đến hiện trường để điều tra. Nguyên nhân phân tích sơ bộ là do tòa nhà văn phòng nằm ở lưng chừng núi nên điện trở xuất của đất thay đổi rất nhiều và các tòa nhà cao. Ngoài ra, tòa nhà không có thiết bị chống sét, điều này gây ra lực cương học mạnh do sét đánh vào nhà và sau đó làm hỏng các thiết bị điện trong nhà. Được biết, trước đó trên toàn tỉnh đã xảy ra 2 lần sét đánh, lần còn lại vào lúc 23:50 đêm hôm thứ Hai, La Chính Hoa bị sét đánh chết tại chỗ, còn tại An Thuận, lũ lụt tàn phá khiến 740.000 người bị ảnh hưởng. Tờ tin tức đưa tin, kể từ hôm Chủ nhật do mưa lớn liên tục, các quận và huyện của thành phố An Thuận đã phải hứng chịu thiên tai lũ lụt ở các mức độ khác nhau, trong đó quận Tây Tú, khu phát triển, quận tự trị Tử Vân và quận Bình Bát đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong trận lũ lụt này, có tổng cộng 745.100 người bị ảnh hưởng ở An Thuận, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 155,69 triệu nhân dân tệ. Tại đường Quý Tân đã xảy ra lở đất, làm cho hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt. Theo tờ báo của địa phương cho biết, mưa lớn trong vài ngày qua đã gây ra sạt lở đất nghiêm trọng ở một số đoạn của đường cao tốc Quý Tân Đô Sơn và một số cây cầu trên quốc lộ chịu tác động của dòng chảy lũ cũng đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát giao thông khuyên tài xế chuyển hướng. Vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm, do mưa lớn trong nhiều ngày, một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra tại 232 km đường cao tốc Quý Tân, làm gián đoạn hoàn toàn giao thông trên đoạn từ Thượng Tứ đến Hạ Tư ở Đô Sơn, Quý Tân. Đường cao tốc đang được khắc phục sửa chữa, theo bộ phận cứu hộ sẽ mất ít nhất 5 ngày để khôi phục giao thông. Hiện toàn bộ phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này được phân luồng từ quốc lộ 210. Tuy nhiên, con đường trên quốc lộ 210 không chỉ hẹp, mà một cây cầu giữa Thượng Tứ và Hạ Tư trên quốc lộ 210 đã bị nứt, các phương tiện hạng nặng khó có thể đi qua. Đến chiều thứ Năm, hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt trên quốc lộ Quý Tân và quốc lộ 210.
Lữ đoàn số 4 của Cảnh sát Giao thông Quý Tân đề nghị tất cả các phương tiện và tài xế trên đường cao tốc Quý Tân sắp đi vào nên được chuyển hướng. Hiện tại, Lữ đoàn số 4 của Quý Tân đã cắm hai biển cảnh báo lần lượt được đặt tại trạm thu phí Tân Trại và cách xa lộ Quý Tân tại 192 km, nhắc nhở các phương tiện đi qua chuyển hướng. Thưa quý vị, hôm qua, Văn phòng Tổng cục Phòng chống lũ lụt hạn hán và Phòng chống gió của tỉnh Quảng Đông cho biết, kể từ hôm Chủ nhật đã xảy ra mưa lớn ở các khu vực khác nhau của tỉnh, gây ngập lụt một số khu vực của Triệu Khánh, Mậu Minh, Trạm Giang và các thành phố khác. Theo số liệu thống kê của Văn phòng 3 phòng chống cấp tỉnh, 2 quận và 10 thị trấn ở Mao Minh đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, với dân số 75.000 người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 39 triệu nhân dân tệ. Trong đó, diện tích hoa màu bị ngập là 44.900 ha, cây lương thực 11.300 ha, cây kinh tế 30.000 ha, ao, đập, nuôi trồng thủy sản 2.500 ha bị cuốn trôi, 16 tuyến đê bao bị hư hỏng với chiều dài 3,87 km và 32 tuyến kênh đê dài 6,5 km, có 25 cống, 37 đập dâng và 12 trạm bơm tưới. 52.500 ha cây trồng bị cuốn trôi ở thành phố Ngũ Xuyên, Trạm Giang. Một số khu vực ở thành phố Triệu Khánh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Một trận lở đất xảy ra ở đoạn thành phố Cao Giao của đường cao tốc Quảng Châu, khối lượng sạt lở gần 600 mét khối. Con đường từ Quảng Châu đến Triệu Khánh bị phong tỏa, một nhà cửa bị sập, trang trại gà bị hư hại. Khoảng 100 ha đất nông nghiệp ở ngôi làng thứ 3 của thị trấn Mậu Cương, huyện Duẩn Châu và một số ngôi làng ở thị trấn Hoàng Cương cũng bị ngập nước. Rất may không có thương vong nào được báo cáo tại các khu vực nêu trên. Sáng hôm sau, khu vực Trạm Giang phía Tây Quảng Đông có một trận mưa lớn khiến một số đường phố ở quận Hạ Thiện, thành phố Trạm Giang bị ngập lụt. Phần nằm gần mép sông đường phố biến thành sông, nước ngập đến thắt lưng và hậu quả là nhiều phương tiện bị chết máy. Giao thông khu vực này bị gián đoạn khoảng 5 tiếng đồng hồ, phải đến gần trưa thì nước rút mới lưu thông trở lại bình thường. Sáng hôm sau đó, một số trường học ở quận Hạ Thiện buộc phải tạm dừng các lớp học. Theo Cục Khí tượng địa phương, trong 3 giờ trước 9 giờ sáng hôm đó, lượng mưa ở hầu hết các khu vực của Trạm Giang đều đạt hơn 150mm. Những khu vực này trước đó bị hạn hán nghiêm trọng, nay đã giảm bớt hạn hán. Tại bán đảo Lôi Châu, bán đảo Sơn Đông, lượng mưa lớn gây lũ lụt ở một số khu vực từ thứ 7 đến thứ 3 do bị ảnh hưởng bởi các cơn bão nhiệt đới số 4 vào hôm thứ 5 và bão số 5 vào hôm thứ 6 vừa qua. Bán đảo Lôi Châu của Quảng Đông và bán đảo Sơn Đông đã trải qua mưa to đến rất to và mưa xối xả cục bộ. Theo thống kê, thị trấn Tang Gia, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có lượng mưa tối đa 213 mm trong 1 giờ, lượng mưa tối đa 739 mm trong 24 giờ và lượng mưa quá trình tối đa 935 mm hơn 200 năm mới xảy ra một lần. Từ hôm thứ Bảy tuần qua đến thứ Ba tuần này, lượng mưa trung bình ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông vượt quá 300mm, lượng mưa trung bình ở Yên Đài và Thanh Đảo vượt quá 200mm, trong đó lượng mưa trung bình ở thành phố Văn Phong đạt 363mm, lượng mưa trung bình ở 5 quận vượt quá 300mm. Lượng mưa lớn khiến lũ các sông suối ở hai nơi dâng cao, lượng nước tích trữ tại các hồ chứa tăng nhanh. Sông Nam Đô ở tỉnh Quảng Đông đã trải qua trận lũ vượt mức cao nhất trong lịch sử và tần suất lũ vượt quá 100 năm. Do lượng mưa lớn, hồ chứa nước Đại Loan, một hồ chứa cỡ trung ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông có nguy cơ bị ngập hai lần. Mặc dù các biện pháp khẩn cấp như đào thân đập để xả lũ đã được thực hiện, nhưng đập tràn đã bị cuốn trôi nghiêm trọng. Sau khi hồ chứa hết nguy hiểm, chính quyền địa phương đã di rời trước những người dân bị đe dọa ở hạ lưu không nên có thương vong. Sông Đại Cổ Gia Hà ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử là 2.970 m3 mỗi giây. 39 hồ chứa lớn và vừa trong tỉnh đã vượt quá giới hạn lũ và 24 hồ chứa bị tràn. Lượng mưa đã làm tăng dung tích hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh thêm 1,033 tỷ m3. Theo thống kê, tính đến thứ Ba, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở một số tỉnh Quảng Đông và Sơn Đông, trong đó Trạm Giang và Mậu Danh ở Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề. Tại tỉnh Quảng Đông, 1,165 triệu người và hơn 400.000 ha mùa màng bị ảnh hưởng, hơn 3.600 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,34 tỷ nhân dân tệ. Tại tỉnh Sơn Đông, 251.400 người và 226.900 ha mùa màng bị ảnh hưởng, 357 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 272 triệu nhân dân tệ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Để đối phó với lượng mưa lớn do cơn bão nhiệt đới này gây ra,
Văn phòng Quốc phòng đã kịp thời tiến hành tham vấn phòng chống lũ lụt, đưa ra thông báo và thực hiện nhiều đợt triển khai công tác phòng chống mưa lũ. Tổng cộng 3 tổ công tác đã được cử đến Phúc Kiến, Quảng Đông và các nơi khác để hướng dẫn phòng chống bão lụt. Sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo hết sức coi trọng, xuống tuyến trước chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện tại, mưa do bão số 4, số 5 vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực. Ngành phòng chống lụt bão các cấp đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa, bàn bạc, triển khai kịp thời, thực hiện tốt nhất công việc quốc phòng khác nhau. Ngoài ra, theo dự báo của Cục Khí tượng, trong vài ngày tới, ở Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là Liêu Ninh và Cát Lâm, sẽ xuất hiện quá trình mưa lớn. Để làm tốt công tác quốc phòng, hôm nay Bộ Quốc phòng đã cử một tổ công tác đến Liêu Ninh và Cát Lâm để hỗ trợ và hướng dẫn công việc. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây, lượng mưa lớn liên tục trên diện rộng đã xảy ra ở phía nam sông Dương Tử, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Một số khu vực đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp độ. Và Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp độ đối với các thảm họa ở Quý Châu và Hồ Nam, đồng thời cử các nhóm công tác đến các khu vực bị lũ lụt. Cho đến nay, trận mưa lớn diện rộng đầu tiên trong năm nay ở một số tỉnh phía Nam đã khiến 55 người chết và 25 người mất tích ở Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khu vực khác. Theo tin tức mới nhất từ Đài Khí tượng Trung ương, trong ngày hôm qua, một số khu vực thuộc Trung và Nam Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Tây Nam Quý Châu đã có mưa lớn. Một số khu vực có mưa dông lớn và thời tiết đối lưu mạnh như ngắn hạn, dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá. Vào khoảng 14 giờ ngày thứ Sáu, thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây bị sét đánh, mưa xối xả chút xuống, cả thành phố lập tức bước vào đêm giữa ban ngày. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã khẩn cấp phát tín hiệu cảnh báo sét màu cam để nhắc nhở người dân chú ý đề phòng thiên tai sét đánh. Tân Hoa xã Nam Sương cho biết, kể từ tối ngày thứ Tư, sấm sét mạnh, mưa lớn, gió mạnh và thời tiết đối lưu mạnh tiếp tục xảy ra ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây. Một số khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cục Dân sự và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tây nói rằng, theo thống kê mới nhất, tính đến 20 giờ ngày thứ Sáu, quá trình thời tiết đối lưu mạnh mẽ này đã gây ra thương vong nghiêm trọng ở Thượng Nhiêu, Nam Sương, Trấn Cảnh Đức, Tế An, Nghi Xuân và các nơi khác ở tỉnh Giang Tây. Trong đó có 32 người chết do sét đánh, 5 người chết vì sập nhà do dông lốc và gió giật mạnh. Cục Khí tượng dự đoán rằng sấm sét mạnh và mưa lớn ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây sẽ tiếp tục cho đến thứ Bảy. Hiện tại, chính quyền các cấp ở Giang Tây đang nỗ lực hết sức để thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Vào lúc 12 giờ 28 phút chiều thứ Năm, tại Phương Chi, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã sử dụng khu vực chứa lũ Mạnh Oa để chuyển dòng chính của sông Hoài Hà. Theo Cơ quan Phòng vệ Quốc gia, sông Hoài Hà đang trải qua trận lũ lụt thảm khốc trên toàn lưu vực lần thứ hai kể từ năm 1954. Vào tháng 7 năm 1954, lưu vực sông Hoài Hà đã trải qua một trận lũ lụt thảm khốc trên toàn lưu vực do một trận mưa mận quy mô lớn và tình hình chống lũ rất gay gắt. Lũ lụt cho đến nay đã khiến 1.808.000 ha cây trồng ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà bị ảnh hưởng, trong đó 528.000 ha bị hư hại, 17,46 triệu người bị ảnh hưởng, 31.700 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,44 tỷ nhân dân tệ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Đến 4 giờ sáng thứ Sáu, tại trạm thủy văn Vương Gia Bá trên dòng chính sông Hoài Hà đã xuất hiện đỉnh lũ với mực nước 29,59m, lưu lượng tương ứng 8.030 m³/giây. Hiện tại, lũ đang tiến đến hạ lưu Vương Gia Bá, mực nước ở trung và hạ lưu dòng chính của sông Hoài Hà đã tăng nhanh. Tất cả các trạm kiểm soát chính đều đã vượt hoàn toàn mực nước cảnh báo với một phạm vi cảnh báo từ 2,05 đến 3,49 m. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, Vương Gia Bá của dòng chính sông Hoài Hà là 29,55 m, cao hơn mực nước đảm bảo 0,25 m. Thấp hơn mực nước đỉnh lúc 4 giờ hôm nay là 0,04 m, mực nước sông Vương Hê lên 27,79 m, cao hơn 0,04 m so với mực nước cao nhất trong lịch sử, cao hơn 0,71 m so với 12 giờ hôm qua. Mực nước Trịnh Dương Quan lên 26,3 m, cao hơn mực nước cảnh báo 2,3 m, cao hơn 0,97 m so với 12 giờ ngày hôm qua. Mực nước Hồ Hồng Trạch Giang 3 tăng lên 13,86 m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,36 m, cao hơn 0,04 m so với 12 giờ ngày hôm qua. Để giảm mực nước của hạ lưu sông, cổng phân lũ Vương Gia Bá đã được mở vào lúc 12 giờ 28 phút trưa ngày hôm qua để làm ngập khu vực chứa lũ Mạnh Oa. Dòng chảy phân lũ tăng dần, đạt tối đa 1.730 m³/giây.
vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, việc phân lũ tích lũy ở Mạnh Oa với thể tích là 136 triệu mét khối. Để xả lũ trước, giải phóng dung lượng chứa và gặp lũ sau, kênh biển đã được mở để xả lũ vào lúc 12 giờ ngày hôm qua. Điều này đã làm chậm hiệu quả xu hướng dâng của mực nước hồ Hồng Trạch. Vào lúc 12 giờ hôm thứ Sáu, lưu lượng của hồ Hồng Trạch vào hồ là 11.100 m khối mỗi giây và lưu lượng ra khỏi hồ là 10.900 m khối mỗi giây. Trong đó, lưu lượng ra biển là 1.500 m khối mỗi giây. Được biết, cơ quan quốc phòng sẽ triển khai lại và thực hiện lại công việc kiểm soát lũ lụt và chống lũ hiện tại trên sông Hoài Hà ngày hôm nay. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hoài Hà và Bộ Chỉ huy Phòng thủ các tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chính của các tỉnh ủy. Chính quyền tỉnh của ba tỉnh đã ra tiền tuyến chỉ đạo công tác chống lũ, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã khẩn trương cử hai tổ công tác đến tuyến đầu chống lũ lụt ở tỉnh Hà Nam và Giang Tô để chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt. Để tiếp tục giảm mực nước của dòng chính sông Hoài Hà, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy đã liên tiếp kích hoạt các khu vực xả lũ của kè trên và dưới Lưu Phương và khu vực xả lũ của đoạn Nam Nhuận sáng nay sau khi khu vực chứa lũ Mạnh Oa được kích hoạt. Hiện tại, có 511.000 người ở 3 tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà để phòng chống lũ, bao gồm 170.000 ở An Huy, 141.000 ở Hà Nam và 200.000 ở Giang Tô. Tổng cộng 488.800 người đã được chuyển khẩn cấp, bao gồm 97.900 ở Hà Nam, An Huy có 343.900 người, ở Giang Tô có 47.000 người. Hiện tại có 224 tình huống nguy hiểm trên dòng chính và các nhánh của sông Hoài Hà ở các tỉnh Hà Nam và An Huy, bao gồm 35 tình huống nguy hiểm trên sông chính của sông Hoài Hà và 189 tình huống nguy hiểm trên các nhánh sông, tăng 12 điểm so với ngày hôm qua và tất cả các tình huống xấu này đã được kiểm soát hiệu quả. Không có mối nguy hiểm lớn nào xảy ra ở các kè chính của dòng sông chính sông Hoài Hà. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba, Hồ Linh Giang đã bắt đầu mở cửa xả lũ trên sông Gia Lang ở thị trấn Cổ từ khí khẩu Trùng Khánh và lũ đã bắt đầu rút. Đỉnh lũ lớn nhất của sông Gia Lang đi qua khu vực đô thị chính của Trùng Khánh vào tối hôm thứ Hai, rạng sáng ngày thứ Ba. Hôm thứ Hai, các ngôi làng ở đoạn Quảng An và của sông Khúc Giang ở tỉnh Tứ Xuyên bị ngập. Tính đến 16 giờ chiều hôm thứ Ba, thiên tai lũ lụt và mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra thảm họa ở các mức độ khác nhau ở Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, dân số là 16,6741 triệu người, 94 người chết do thiên tai, 25 người mất tích, 555.100 người được di chuyển và tái định cư khẩn cấp. Theo thống kê, mưa lũ kéo dài cũng khiến 1 tỷ 228 triệu 380.000 hectare cây trồng bị thiệt hại, trong đó 1 triệu 392.100 hectare mất mùa, 49.000 ngôi nhà bị sập và 240.100 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,828 tỷ nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế nông nghiệp trực tiếp là 1,953 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, kể từ tuần trước, lưu vực sông Hoài Hà ở Trung Quốc phía đông Tứ Xuyên và nam Thiểm Tây tiếp tục có mưa to đến rất to, một số khu vực đã xảy ra mưa lớn. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi, ngập úng, lở đất và lở đất ở hầu hết Tứ Xuyên, một phần Trùng Khánh, Bắc Hồ Bắc, Nam Thiểm Tây, Nam Hà Nam và trung tâm An Huy. Các khu vực miền Trung và miền Bắc Giang Tô đã hứng chịu mưa bão, mưa đá và lũ lụt nghiêm trọng. 500.000 người bị ảnh hưởng do mưa lớn liên tục ở Dương Giang, Quảng Đông, 176 ngôi nhà bị sập. Thông tấn xã hôm nay cho biết, hai ngày qua mưa lớn liên tiếp đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố. Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng 513.000 người ở 5 quận của thành phố bị ảnh hưởng, 176 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 100 triệu nhân dân tệ, chưa có báo cáo thương vong. Được biết, trận mưa xối xả ở Dương Giang, Quảng Đông đã khiến lượng mưa ở một số khu vực như hồ chứa nước Sihe đạt 562mm, lượng mưa ở các khu vực khác chủ yếu là từ 50-100mm, khiến nhiều ngôi làng trũng thấp, đất canh tác bị ngập lụt và các công trình thủy lợi, giao thông, điện, thông tin liên lạc và các cơ sở khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hầu hết diện tích lúa, lạc và các loại cây trồng khác của thành phố bị ngập úng, các loại cây ăn quả như nhãn, vải bị thiệt hại nặng. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại kinh tế trực tiếp của ngành nông lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản của thành phố là gần 60 triệu nhân dân tệ. 17 doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng trong thành phố buộc phải tạm dừng sản xuất. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc cũng khiến 75 người chết. Quảng Đông ban bố cảnh báo vàng với mưa bão. Sông Dương Tử đã bắt đầu bước vào mùa lũ chính. Trong những ngày gần đây, lượng mưa lớn liên tục trên diện rộng đã xảy ra ở phía Nam sông Dương Tử, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Một số khu vực đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Hôm qua, Hu Liang-yu, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện,
người đã chỉ đạo cứu trợ trận động đất ở Tứ Xuyên và Tổng Tư lệnh của Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia cùng Trụ sở Quốc phòng tại Bắc Kinh đã chủ trì họp văn phòng khẩn cấp của Bộ Quốc phòng để triển khai công tác phòng chống lụt bão hiện nay. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp độ và Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp độ đối với các thảm họa ở Quý Châu và Hồ Nam, đồng thời cử các nhóm công tác đến các khu vực bị lũ lụt. Cho đến nay, trận mưa lớn diện rộng đầu tiên trong năm nay ở một số tỉnh phía Nam đã khiến 75 người chết và 32 người mất tích ở Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khu vực khác. Theo tin tức mới nhất từ Đài Khí tượng Trung ương, trong ngày hôm qua, một số khu vực thuộc Trung và Nam Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Tây Nam Quý Châu đã có mưa lớn, một số khu vực có mưa dông lớn và thời tiết đối lưu mạnh như ngắn hạn như dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá. Theo phân tích của Cục Thủy văn tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa ở hầu hết các vùng của tỉnh Hồ Bắc năm nay ít hơn bình thường một chút, hạn hán và mùa hè có thể xảy ra, nhưng phía đông nam Hồ Bắc và phía nam đồng bằng Giang Hán có xu hướng nhiều hơn và có khả năng xảy ra lũ lớn cục bộ, xuất hiện lũ đến gần hoặc vượt mực nước trung bình hàng năm, lũ lớn có thể xuất hiện ở thượng lưu. Tình hình thiên tai ở nhiều nơi xảy ra rất nghiêm trọng như Quý Châu. Tính đến 20 giờ hôm thứ Ba vừa qua, có 30 người chết và 13 người mất tích do mưa bão và lũ lụt trong tỉnh. Tại tỉnh Hồ Nam đã có 21 người thiệt mạng và 9 người mất tích, 5 tuyến giao thông bị gián đoạn và 47 km nền đường bị phá hủy. Tại tỉnh Quảng Tây, lũ quét và thiên tai địa chất do mưa lớn cục bộ đã khiến 14 người chết và 7 người mất tích. Tại tỉnh Giang Tây, tính đến thời điểm hiện tại, Giang Tây đã xảy ra mưa lớn và lũ lụt khiến 13 người chết và 2 người mất tích. Tại tỉnh Hồ Bắc, tính đến nay có 49 huyện của tỉnh hứng chịu mưa lớn, 5 người chết, 15 người bị thương, 1.251 người phải di dời và tái định cư, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 33,05 triệu nhân dân tệ. Tại tỉnh Trùng Khánh có 29.200 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 2 người thiệt mạng. Mưa lớn đã khiến 29.200 người bị ảnh hưởng tại thành phố Trùng Khánh. Theo trang web của Bộ Nội vụ, Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã công bố tình hình thiên tai mới nhất ở Trùng Khánh và Sơn Đông hôm nay. Kể từ giữa tháng đến nay, Trùng Khánh đã phải đối mặt với một đợt mưa bão lớn nhất, kéo dài nhất và dữ dội nhất trong năm nay. Mưa lớn gây lũ quét, ngập úng đô thị, giao thông bị gián đoạn, nhà cửa bị ngập lụt, thiên tai địa chất thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của nhân dân vùng thiên tai. Theo thống kê cho đến nay, 33 huyện và quận tự trị và 411 thị trấn trong thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và 3 quận bao gồm Sa Bình Bá, Bích Sơn và Đồng Lương đã bị ngập lụt. Dân số bị ảnh hưởng của thành phố là 6.435 người, 42 người chết, 32 người mất tích, 292.000 người phải di dời khẩn cấp, 30.000 ngôi nhà bị sập và 78.000 ngôi nhà bị hư hỏng. 1,925 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 17,5 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại trực tiếp kinh tế do thiên tai là 3,1 tỷ nhân dân tệ. Cùng thời điểm, tỉnh Sơn Đông hứng chịu trận mưa lớn đầu tiên kể từ mùa lũ, gây ra thương vong và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Theo thống kê, cho đến nay, các thảm họa đã gây ra Lệ Hạ, Thế Trung, Thiên Kiều, Hoài Âm và Lịch Thành ở Tây Nam, Giao Châu, Lai Tây và Di Mo ở Thanh Đảo, Một Sơn ở Tri Bác, Thất Hạ ở Yên Đài, Huệ Mẫn, Dương Tân và Lai Vũ ở Bình Châu. Tại 8 thành phố bao gồm thành phố Lai Thành, An Khâu, Duy Phường, Phi Thành, Tài An bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Dân số bị ảnh hưởng là 417.000 người. Vừa qua, mưa lớn xảy ra ở Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, khiến nước sông dâng cao, một số diện tích đất canh tác bị ngập lụt, đường xá hư hỏng. Kể từ tuần trước, nhiều khu vực của tỉnh Giang Tây đã có mưa vừa hoặc dông và mưa to cục bộ. Đợt mưa này có cường độ cao và phạm vi rộng, gây ra các thiên tai thứ cấp như lũ lụt ở các lưu vực nhỏ, ngập úng ở các thành phố trũng thấp, sạt lở đất và dòng mảnh vụn. Hiện tại, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây áp dụng các biện pháp kiểm tra ngẫu nhiên cấp quận theo thành phố, kiểm tra ngẫu nhiên các thị trấn theo quận, kiểm tra ngẫu nhiên cấp hồ chứa theo thị trấn và kiểm tra cấp 1. Theo dự báo của Cục Khí tượng, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào hôm thứ Tư. Trước đó, thông tấn xã Trung Quốc cho biết, từ 3 ngày qua, tỉnh Giang Tây hứng chịu những cơn dông bão liên tục hiếm gặp. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây cho biết rằng, tính đến trưa hôm nay, 410.000 người trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất và dòng chảy mảnh vụn, và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 250 triệu nhân dân tệ. Tỉnh đã phát động ứng phó khẩn cấp chống lũ 3 cấp từ 12 giờ trưa nay. Theo dữ liệu do cơ quan khí tượng địa phương cung cấp, kể từ hôm Chủ nhật ở tỉnh Giang Tây, Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa dông trên diện rộng, kèm theo sấm sét mạnh. Mưa lớn liên tục bao trùm một khu vực rộng lớn,
trong số 166.900 km2 đất của tỉnh Giang Tây. Diện tích mưa lớn bao phủ lên tới 77.000 km2, diện tích mưa bão lên tới 39.000 km2. Bị ảnh hưởng do mưa bão, nhiều con sông ở Giang Tây đã vượt quá mức cảnh báo. Vào lúc 0 giờ ngày thứ Ba, mực nước đỉnh lũ vượt mức cảnh báo 0,84m. Vào lúc 8 giờ ở trạm Tương Đồn, mực nước đã vượt quá mức cảnh báo là 0,43m. Trạm núi cao hơn mức cảnh báo 0,37m, mực nước vẫn đang lên. Hồ chứa Giang Khẩu đã ở trên mực nước giới hạn lũ và có 4 hồ chứa cỡ trung bình trong tỉnh vượt quá mực nước giới hạn lũ. Mưa lớn và lũ lụt đã khiến mực nước các con sông vừa và nhỏ ở tỉnh Giang Tây dâng cao, đất canh tác ở các vùng trũng thấp bị ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, 410.000 người tại 186 thị trấn thuộc 22 huyện của tỉnh bị ảnh hưởng, 600 ngôi nhà bị sập, 36.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 250 triệu nhân dân tệ. Hơn 3.300 người đã được di chuyển đi trước thời hạn mà không gây thương vong. Tình hình thiên tai chi tiết vẫn đang được thống kê thêm. Hiện tại, lượng mưa lớn trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục. Lượng mưa hiện tại chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Giang Tây và thành phố Nam Xương. Hôm thứ Ba, sau khi Chiết Giang khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt, cảnh báo mưa bão màu vàng lại vang lên. Hiện tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh tạm ổn định. Thời tiết mưa mấy ngày qua đã khiến mực nước ở đây dâng lên rất nhiều. Ông Chen, một người dân Hàng Châu, chỉ vào sông Tiền Đường và nói với các phóng viên rằng ông lo lắng mực nước dâng cao thêm một lần nữa sẽ gây ra lũ lụt. Tuy nhiên, tôi tin rằng chính phủ đang thực hiện các biện pháp để phòng tránh lũ. Ông cho biết, mưa lớn trong vài ngày qua đã khiến mực nước ở trung và thượng lưu sông Tiền Đường nói chung tăng lên. Để đối phó với lượng mưa lớn liên tục ở Chiết Giang trong vài ngày qua, Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 4 vào lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm qua. Hôm nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 6 giờ. Dự kiến trong 12 giờ tới, Hồ Châu, Gia Hưng, Hàng Châu, Cù Châu, Thiệu Hưng và phía Bắc Kim Hoa ở Chiết Giang vẫn sẽ có mưa lớn và sét hơn 80mm. Được biết, từ trưa đến đêm nay, ở Bắc và Trung Chiết Giang sẽ có mưa rào hoặc dông, có nơi mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Các khu vực khác nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Ngày mai, mưa ở Bắc Chiết Giang sẽ tạnh và chuyển nhiều mây. Các khu vực khác có mưa rào và dông, hoặc có nơi mưa vừa đến mưa to. Ngày mốt, Bắc Chiết Giang nhiều mây, các khu vực khác sẽ có mưa rào hoặc dông. Tình hình lũ lụt ở Chiết Giang về cơ bản đã ổn định. Các vùng mưa tập trung chủ yếu ở trung và thượng lưu sông Tiền Đường. Tính đến 8 giờ sáng thứ Ba, trên địa bàn tỉnh có 54 trạm có lượng mưa lớn hơn 180mm, 9 trạm có lượng mưa lớn hơn 230mm. Do lượng mưa lớn nên đỉnh lũ đã xuất hiện ở dòng chính thượng và trung lưu sông Tiền Đường. Lúc 8 giờ hôm nay, mực nước tại ga Lan Tây, tỉnh Chiết Giang lên tới 28,16m, vượt mực nước cảnh báo 0,91m. Hiện tại, mực nước của hồ chứa quy mô lớn đang ở dưới mực nước giới hạn lũ và các hồ chứa cỡ trung bình như Hoàng Tân Khẩu, sông Cát Đô, Đông Phương Hồng, Thanh Sơn Điếm, Phân Thủy Giang và cầu Đồng Tế đã đạt hoặc vượt mực nước giới hạn lũ. Được biết, Văn phòng Phòng chống hạn hán tỉnh Chiết Giang đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt theo kế hoạch khẩn cấp phòng chống hạn hán và kiểm soát lũ lụt của tỉnh Chiết Giang, Hàng Châu, Cù Châu, Kim Hoa và các thành phố khác đã đưa ra các cấp độ khẩn cấp tương ứng phó kịp thời tùy theo điều kiện của địa phương. Để ứng phó với các thiên tai do mưa lớn có thể xảy ra, tăng cường công tác quan trắc dự báo, cảnh báo sớm mưa lũ, tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm các công trình thủy lợi như hồ chứa, kè sung yếu, công trình thủy lợi nhỏ, thiên tai lũ lụt trên núi phía thượng nguồn, triển khai các dự án bảo tồn nước một cách khoa học, hồ chứa Thông Sơn Nguyên, Kỳ Tích và các hồ chứa cỡ trung bình lớn khác đã được xả trước khi đỉnh lũ đến và cống Trường Sơn và cống Nam Đài Đầu ở Nam Hàng Gia đã được mở để thoát nước trước. Kính thưa quý vị, trong năm nay, Trung Quốc hết cơn bão này đến cơn bão khác và lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa lũ lụt ở Trung Quốc năm nay, thiên tai lũ lụt nhìn chung nặng nề hơn so với cùng kỳ trong lịch sử. Cho đến nay, 29 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương đã hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau, với số dân bị ảnh hưởng lên tới 120 triệu người, gần 130 triệu mẫu đất canh tác và 1.200 người chết do thiên tai và 31 người thiệt mạng. 650.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 91,9 tỷ nhân dân tệ. Các tỉnh bị thiên tai nghiêm trọng là Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, Quảng Tây, Quý Châu. Điều này đã được Kinh Bình, Tổng Thư ký của Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia, Giám đốc Văn phòng Phòng chống và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết vào hôm nay.
Ông cho biết kể từ đầu mùa lũ năm nay, thiên tai lũ lụt ở Trung Quốc diễn ra rất nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra nặng nề hơn so với cùng kỳ lịch sử, nhưng số người chết ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, cùng thời kỳ trong lịch sử. Thiệt hại kinh tế đã lên tới 91,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 80 tỷ nhân dân tệ trong cùng thời kỳ lịch sử. Số người chết do lũ lụt là 1.231 người so với 1.800 người trong cùng thời kỳ lịch sử. Ngoài ra, thiên tai lũ lụt trên núi bao gồm lũ lụt trên núi, sạt lở đất và lở đất đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là số người chết. 92% của tất cả các trường hợp tử vong là do lở đất và lở núi. Đồng thời, một số khu vực liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai như Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Đặc biệt là Phúc Kiến đã 4 lần hứng chịu bão và mưa lớn. Các tỉnh này liên tục bị thiên tai và thiệt hại nặng nề hơn nhiều so với cùng kỳ trong lịch sử. Thiên tai đa dạng cũng là một đặc điểm nổi bật của mùa lũ năm nay với các loại thiên tai gió, mưa, ngập úng, địa chất đồng loạt xuất hiện. Vì 4 đặc điểm này, số lượng thiên tai trong năm nay cao hơn đáng kể so với cùng kỳ trong lịch sử. Thưa quý vị, hơn 200 triệu người ở Trung Quốc bị lũ lụt vào tháng này đã khiến 1.660 người thiệt mạng và 166,2 tỷ nhân dân tệ bị mất. Kinh Bình, Tổng thư ký của Đại hội đồng Quốc phòng, tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Đại hội đồng Quốc phòng năm nay đã thảo luận về thảm họa lũ lụt và hạn hán năm ngoái. Công việc chính được thực hiện kể từ lần trước lũ lụt năm nay và những vấn đề tồn tại về kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán. Những vấn đề chính và gợi ý cho việc sắp xếp các công việc tiếp theo đã được báo cáo. Toàn văn đề cương báo cáo được đăng trên trang web của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm nay. Kinh Bình cho biết trong đề cương báo cáo rằng năm ngoái có 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương đã bị lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt là 224,5 triệu ha, 123,25 triệu ha bị mất trắng, dân số bị ảnh hưởng là 200,26 triệu, 1.660 người chết, 1,53 triệu ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 166,2 tỷ nhân dân tệ. Trong số 1.660 người chết vì lũ lụt, 1.400 người chết do lũ cuốn, lở đất và lở núi. Chiết Giang, Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên, An Huy, Giang Tây, Liêu Ninh và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Báo cáo chỉ ra rằng, so với những năm bình thường, thiên tai lũ lụt năm ngoái có đặc điểm là diện tích bị ảnh hưởng rộng, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai lớn, thiệt hại kinh tế trực tiếp lớn và số người chết do thiên tai ít. Diện tích bị ảnh hưởng lũ lụt cả nước tăng thêm 5% so với bình thường. Dân số bị ảnh hưởng lũ lụt tăng thêm 14%, thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng thêm 44%, số người chết giảm 47%. Diện tích bị hạn hán vào mùa xuân năm ngoái lên tới 212 triệu hectare, gần bằng mức trung bình nhiều năm 8,37 triệu người và 6,37 triệu gia súc lớn phải chịu khó khăn tạm thời với nước uống do hạn hán. Trong số đó, Vân Nam, Hải Nam, Ninh Hạ, Sơn Tây và các tỉnh khác bị hạn hán với diện tích 66,33 triệu ha, nhiều hơn 96% so với mức trung bình hàng năm là 33,8 triệu ha. Theo thống kê, thiên tai lũ lụt và mưa lớn gần đây ở miền Nam đã gây ra tổng cộng 27.832.200 người tại 7 tỉnh gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc, 101 người thiệt mạng, 26 người mất tích và 775.300 nạn nhân được khẩn trương di chuyển và tái định cư. Ngoài ra, mưa lũ kéo dài còn khiến 2.134 hectare cây trồng bị thiệt hại, trong đó mất trắng 350,85 nghìn hectare. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,689 tỷ nhân dân tệ. Kể từ cuối tuần trước, lưu vực sông Hoài Hà ở Trung Quốc phía đông Tứ Xuyên và phía nam Thiểm Tây tiếp tục có mưa to đến rất to. Một số khu vực đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi, ngập úng, lở đất và sạt lở ở khu vực núi ở 7 tỉnh, bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc. Từ hôm thứ Tư đến thứ Bảy, mưa lớn đã đổ xuống hầu hết các vùng của Giang Tô và An Huy. Dòng chính của sông Hoài Hà thường vượt quá mực nước cảnh báo. Hôm thứ Bảy, thiên tai lũ lụt ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Hà Nam đã dần ổn định.